Xin chào quý vị thính giả và chào mừng các bạn đến với khám phá lịch sử. Mình là Ngọc Mai và hôm nay chúng sẽ cùng nhau giải đáp một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng thú vị. Tại sao Việt Nam trải qua hơn 1.000 năm Bắc thuộc mà vẫn giữ được bản sắc riêng? Chào Ngọc Mai và quý vị thính giả. Tôi là Trần Văn Hùng, nhà sử học chuyên nghiên cứu về lịch sử Việt Nam. Câu hỏi của Ngọc Mai rất hay và tôi tin rằng nhiều người cũng có cùng thắc mắc này. Ngọc Mai nghĩ sao về sức mạnh của văn hóa? Theo em, văn hóa chắc chắn đóng vai trò quan trọng, nhưng em cứ nghĩ một ngàn năm là khoảng thời gian quá dài. Làm sao một dân tộc có thể chống lại sự đồng hóa mạnh mẽ như vậy được? Để tôi kể cho Ngọc Mai nghe một câu chuyện. Thời xưa, ở vùng đất này là Quảng Đông, có một bộ tộc gọi là Việt. Họ có chữ viết riêng, văn hóa riêng. Nhưng rồi, ảnh hưởng của văn hóa phương Bắc ngày càng lớn, chữ viết của họ dần mai một. Câu chuyện này cho thấy sức mạnh đồng hóa của văn hóa rất lớn, nhưng nó cũng cho thấy sự kháng cự kiên cường của các tộc người. Thật sao? Vậy thì điều gì đã giúp người Việt, cụ thể là người Kinh, chống lại được làn sóng đồng hóa đó? Người Kinh chính là sự kết tinh của Bách Việt. Họ hội tụ tinh hoa của nhiều tộc người, từ vùng đất này là Chiết Giang, về di cư xuống phương Nam, mang theo cả văn hóa và tinh thần bất khuất. Ngọc Mai có biết bách Việt là gì không? Em chỉ hình dung đó là một nhóm các bộ tộc sống ở phía nam thôi. Bách bách Việt là tên gọi chung của hàng trăm tộc người Việt sống giải rác từ vùng Giang Nam đến Cối Kê. Chữ Việt thời xưa được viết với bộ gì? Thú vị quá. Vậy có phải tất cả các tộc bách Việt đều có chung một nguồn gốc? Câu hỏi này đến giờ vẫn còn gây tranh cãi. Có nhiều giả thuyết khác nhau nhưng có một điều chắc chắn là họ có mối liên hệ mật thiết với nhau ví dụ nhiều từ cổ của người ngô việt vẫn còn tồn tại trong tiếng việt hiện đại vậy ngoài nguồn gốc đa dạng còn yếu tố nào khác giúp người kinh giữ được bản sắc hãy tưởng tượng một cái cây có bộ rễ rất sâu và rộng đó chính là nền văn minh rực rỡ và tổ chức xã hội vững chắc của người việt dù bị đô hộ họ vẫn giữ được ngôn ngữ phong tục tập quán làng xã truyền thống giống như những tế bào tạo nên một cơ thể thống nhất, khó bị phá vỡ. Ngọc Mai có biết hội nghị Diên Hồng không? Dạ, đó là hội nghị do vua Trần Nhân Tông triệu tập để bàn kế đánh giặc Nguyên Mông. Đúng vậy, đó là minh chứng rõ nét cho sức mạnh đoàn kết của dân tộc. Và còn một yếu tố quan trọng nữa, đó là tinh thần bất khuất. Những cuộc khởi nghĩa liên tiếp trong suốt hơn 1.000 năm Bắc thuộc đã chứng minh điều đó. Qua câu chuyện của anh Hùng, em đã hiểu hơn về sức mạnh của người Việt. Đó là sự kết hợp của nhiều yếu tố: nguồn gốc đa dạng, văn minh rực rỡ, tổ chức xã hội vững chắc và tinh thần bất khuất. Em thật sự rất ấn tượng. Nhưng Ngọc Mai cũng đừng quên rằng, lịch sử cũng ghi lại những cá nhân vì tư lợi mà phản bội đất nước. Bài học lịch sử nhắc nhở chúng ta luôn phải cảnh giác và giữ vững tinh thần đoàn kết. Cảm ơn những chia sẻ quý báu của anh Hùng ngày hôm nay. Bài học lịch sử thật sự rất ý nghĩa. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của Khám phá lịch sử. Cảm ơn Ngọc Mai và quý vị thính giả đã theo dõi.